X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Trong những năm cuối đời của Tào Tháo, vấn đề người nối nghiệp được đưa vào chương trình nghị sự, cuộc tranh giành kế vị của Tào Phi, Tào Trưng, Tào Thực cũng vô cùng quyết liệt. Vì điều này, Tào Tháo thậm chí không ngại gây ra những vụ án oan đẫm máu. Theo Tam Quốc Chí, trước khi mất hơn 100 ngày, Tào Tháo đã ngang nhiên giết Dương Tu. Đây là nhân vật được ví là con ông cháu cha. Đáng thương cho dòng họ Dương vốn bốn đời tam công sụp đổ một sớm, đúng như câu, phúc trạch quân tử, năm đời thì dứt. Dương Biêu là cha của Dương Tu từng giữ chức tư không, tư đồ và thái úy. Ông ta đã làm cả ba chức vị tam công, địa vị cao quý nhường nào. Một hôm Tào Tháo chạm mặt Dương Biêu, thấy ông ta tiểu tụy. Tào Tháo hỏi, Dương công gầy thế này? Dương Biêu đáp, thẹn không sáng suốt biết trước, vẫn nặng nỗi yêu con. Tào Tháo nghe xong xúc động rơi lệ. Câu hỏi của Tào Tháo có thể là giả vờ quan tâm, nhưng lời của Dương Biêu là gan ruột. Dương Biêu lúc này tuy đã bị bãi quan, đoạt phong, nhưng suy cho cùng cũng vẫn là nhân vật cấp nguyên lão. Một nhân vật như vậy mà cũng không thể bảo vệ người trong nhà, huống hồ những kẻ khác. Hơn nữa Dương Biêu hết lòng yêu con trai, không nhẽ Tào Tháo không yêu. Tào Tháo lúc này tuy uy phong lẫm liệt xưng bá Trung Nguyên, song quy luật, phúc trạch quân tử, năm đời thì dứt, chưa chắc vô hiệu đối với dòng họ Tào. Chuyện này quả thật làm Tào Tháo suy tư nhiều hơn. Câu chuyện nối nghiệp của Tào Tháo quả thực đã được bàn từ rất lâu, nhưng thật đáng tiếc nó không dễ bề giải quyết. Tào Tháo có ít nhất 15 bà vợ, 25 người con trai. Còn cả Tào Ngang mất sớm trong nạn Trương Tú năm 197 công nguyên. Một người con khác Tào Tháo rất mực yêu là Tào Xung thì chết yểu vì bệnh năm 208 công nguyên. Những người con khác chết trận hoặc không đủ đức đủ tài. Hy vọng lúc này đặt vào ba vị công tử là Tào Phi, Tào Thực và Tào Trương. Theo Tam Quốc Chí, Tào Xung chuyện, khi Xung mất, Tào Tháo vô cùng đau buồn. Tào Phi tới an ủi cha, Tào Tháo nói, đây là bất hạnh của ta, nhưng là may mắn của các con. Các con ở đây ý nhắc tới Tào Phi, Tào Thực, Tào Trương. Cả ba người này đều là con của biện phu nhân. Cả ba đều có năng lực, thành tích, trình độ cao hơn hẳn những người con khác còn lại của Tào Tháo. Như vậy, bất kể lập đích hay lập hiền họ đều có tư cách nhất. Cuộc chiến tranh giành quyền kế vị lúc bấy giờ chỉ xoay quanh ba vị công tử này. Vậy Tào Tháo chọn ai? Các nhà sử học thông thường đều cho rằng đầu tiên có thể loại trừ Tào Trương. Không thể phủ nhận Tào Trương khá tài giỏi. Ông ta từ nhỏ đã giỏi cưỡi ngựa, bắn tên, dũng cảm và có sức khỏe, tham chiến nhiều và lập được nhiều quân công. Dấu ấn của Tào Trương được ghi nhận trong các cuộc chiến của Tào Ngụy với các bộ tộc Ô Hoàn. Nhưng Tào Trương có khuyết điểm là hữu dũng vô mưu, không thích học hành. Tào Tháo từng răn dạy điều này. Tào Tháo nói, con cứ thích vung thương mua kiếm, rồi chó thả ưng, đó chỉ là cái dũng của kẻ thất phu, đâu thể làm việc lớn. Bèn sắp xếp cho Tào Trương học thi và thư, nhưng Tào Trương lại nói với những kẻ xung quanh, nam tử Hán đại trượng phu nên dẫn trăm vạn quân rong ruổi xa trường, lập công dựng nghiệp như Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh, đâu thể dựa vào mấy quyển sách nát để mà đứng lẫn trong đám học sĩ. Cách nghĩa này rõ ràng là không giống các bậc quân vương. Tào Tháo biết rõ Tào Trương là một tướng quân giỏi nhưng chưa chắc là quốc vương, hoàng đế tốt. Còn lại Tào Phi và Tào Thực, nhiều ý kiến cho rằng Tào Tháo vốn muốn lập Tào Thực làm người kế vị chỉ vì Tào Phi dở trò, bản thân Tào Thực lại có nhiều sai sót nên mới lập Tào Phi. Điều này cũng không phải vô căn cứ. Theo Tam Quốc Chí, Tào Thực chuyện nói như vậy, hơn nữa nói rất rõ là mấy lần suýt được lập làm người kế vị. Có hai nguyên nhân, một là Tào Thực có tài, hai là Tào Tháo thích Tào Thực. Hai nguyên nhân này cũng có mối quan hệ nhân quả, tức là chính vì mỗi lần bái kiến bị hỏi khó đều đối đáp được ngay nên mới rất được yêu mến. Tào Tháo quả thực là rất yêu mến Tào Thực nhưng không thể vì tìm cảm riêng mà lập Tào Thực được. Vì xưa nay có bốn cách lập người kế vị theo thứ tự ưu tiên như sau, lập đích, lập trường, lập hiền, lập ái. Tào Tháo tuy không theo một khuôn phép nào đó, nhưng chắc chắn ông ta sẽ không muốn bị mang tiếng chọn người người kế vị là lập ái nếu chọn Tào Thực. Cũng có ý kiến cho rằng Tào Tháo nếu lập Tào Thực không phải lập ái mà là lập hiền. Nói về Tào Phi, ông ta là một người văn võ song toàn. Tào Phi cũng là một nhà thơ nổi tiếng thời bấy giờ, cùng với Tào Tháo, Tào Thực được gọi chung là Tam Tào. Tuy nhiên thơ của ông ta không thể hay bằng cha và em mình được. Tuy vậy, khi rằng lịch sử văn học, nhà văn Lỗ Tấn sau này thậm chí còn gọi Ngụy Tấn là thời đại của Tào Phi, cho rằng Tào Phi đại diện cho tinh thần tự giác văn học, mở ra một thời đại thơ văn mới. Võ công của Tào Phi cũng rất khá, cưỡi ngựa và kiếm thuật đều có thể nói là hạng nhất. Tài cưỡi ngựa bắn cung đã đạt đến trình độ đuổi chim tới 10 dặm, cưỡi ngựa bắn trăm bước. Tài múa kiếm thì có thể tỉ võ luận kiếm với cao thủ võ lâm đương thời. Theo sử sách chép, Tào Phi từng dùng cây mía thay kiếm đọ sức với phân uy tướng quân Đặng Triển và đánh bại đối thủ. Cho nên chúng ta không thể vì Tào Thực tài hoa mà nói Tào Phi kém cỏi. Rõ ràng so với hai người em của mình ông ta là một người toàn diện hơn. Huống chi, Tào Phi có một ưu thế là lớn tuổi hơn.
Chọn người kế vị nếu xét về lập đích và lập trường thì Tào Phi hoàn toàn xứng đáng. So sánh giữa Tào Thực và Tào Phi rõ ràng Tào Thực là người làm việc tùy hứng theo cảm xúc sẽ đáng yêu hơn, còn Tào Phi là người biết giấu cảm xúc thực, tô vẽ bản thân nên đáng sợ hơn. Tào Tháo muốn chọn người kế vị không phải là người đáng yêu nhất mà là muốn xem xét ai là người đáng tin cậy nhất. Đáng tin cậy về mặt nào? Đó là đáng tin cậy về mặt chính trị. Nghĩa là thế nào? Là có thể đảm bảo cho chính quyền Tào Ngụy nối tiếp đời đời. Muốn vậy không thể xem tính tình mà phải xem tâm kế. Tào Tháo có hai con người, một là con người làm việc rất cảm tình, hai là một con người xảo trá quỷ quyệt. Tào Thực kế thừa sự tùy hứng, cảm tình, còn Tào Phi kế thừa sự gian xảo quỷ quyệt. Bởi vậy, giữa Tào Phi và Tào Thực nếu chọn ai, Tào Tháo không khỏi bối rối. Khi Tào Tháo trưng cầu ý kiến các thuộc hạ như Thôi Diễm, Mao Giới, Giả Hủ, Tuân Úc, tất cả đều lấy bài học Viên Thiệu, Lưu Biểu lập người kế vị để nhắc Tào Tháo. Đương nhiên Tào Tháo thấu hiểu đạo lý này, ông ta chỉ cười lớn. Thực ra, từ khi Tào Phi và Tào Thực bắt đầu công khai ngấm ngầm tranh đoạt ngôi vị thái tử, nội bộ tập đoàn Tào Ngụy đã hình thành hai tập đoàn nhỏ, nói cách khác là hai phe cánh chính trị, một phe ủng hộ Tào Phi, một phe ủng hộ Tào Thực. Bên Tào Thực mưu sĩ chủ yếu là Đinh Nghi, Đinh Dị, Dương Tu. Bên Tào Phi thì chủ yếu là Ngô Chất. Đáng tiếc cho Tào Thực, ba anh mưu sĩ của mình không đấu lại được Ngô Chất. Ngô Chất, tên chữ Quý Trọng, người Tế Âm, nay là Định Đào, Sơn Đông. Theo Ngụy Lược mà Bùi Tùng Chi Chu dẫn trong Tam Quốc Chí, Ngô Chất chuyện kể ông ta vì tài học uyên bác nên được Tào Phi và chư hầu đối xử trọng hậu, vô cùng quý mến. Trong cuộc tranh giành kế vị với Tào Thực, Ngô Chất hết mực phò tá Tào Phi. Thực ra, Ngô Chất chỉ bày cho Tào Phi hai sách lược, một là tỏ lòng trung thành, hai là gây nghi ngờ. Có lần Tào Tháo xuất chinh, Tào Phi và Tào Thực đều đứng ven đường đưa tiễn. Tào Thực được Dương Tu tư vấn nên ra sức khoe sự khôn khéo, ca tụng công đức, lời văn hoa lệ, mọi người nghe xong đều tán thưởng, trong lòng Tào Tháo cũng rất dễ chịu. Tào Phi lúc này khó chịu lắm, Ngô Chất đứng cạnh bèn ghé tai nói nhỏ, vương đi xa, khóc là được. Tào Phi y kế vừa khóc vừa lại Tào Tháo, khóc đến cảm động trời đất, Tào Tháo và quân lính đi cùng cũng rơi lệ theo. Hiển nhiên, Tào Tháo càng cảm động, ai nấy đều cho rằng Tào Thực lời lẽ hoa mỹ mà lòng thành không bằng. Ngô Chất quả thực không thẹn với tên mình, ông ta đã đánh bại Tào Thực và Dương Tu bằng cách đơn giản nhất, mộc mạc nhất và chi phí cũng thấp nhất. Ngô Chất lợi hại như vậy, đương nhiên ông ta sẽ bị Tào Thực và các mưu sĩ của mình xem là cái đinh trong mắt, chú ý sát sao mọi hành động. Có lần, Tào Phi bí mật muốn gặp Ngô Chất, bèn dùng cái sọt bỏ đi, lén đưa Ngô Chất vào phủ của mình, hai người bàn mưu để đối phó với Tào Thực. Nhưng Dương Tu phát hiện, báo cáo với Tào Tháo. Tào Phi rất lo lắng, hỏi Ngô Chất làm thế nào. Ngô Chất nói sợ gì chứ, cứ làm như thế là được. Mấy ngày sau, Tào Phi lại tiếp tục khiêng sọt đưa Ngô Chất vào phủ. Dương Tu lại báo với Tào Tháo. Lúc này, Tào Tháo lập tức cho người tra xét, nhưng mở sọt ra thì chỉ thấy đựng tơ lụa. Tào Tháo do vậy nghi ngờ điều gì? Nghi ngờ bọn Tào Thực, Dương Tu âm mưu hãm hại Tào Phi. Ngô Chất thành công vì ông ta nhìn thấu Tào Tháo. Ông ta biết Tào Tháo tuy trọng tài nhưng càng trọng tình, cho nên bảo Tào Phi tỏ lòng thành. Ông ta biết Tào Tháo đa nghi, hơn nữa càng là người thông minh, Tào Tháo lại càng nghi ngờ. Do vậy ông ta bảo Tào Phi gây nghi ngờ. So ra Dương Tu kém hơn nhiều. Dương Tu luôn giở trò khôn vặt, đưa ra cách giở cho Tào Thực. Theo Tam Quốc Chí, Dương Tu thích dò đoán suy tư của Tào Tháo, đáng tiếc ông ta chỉ biết đoán chứ không biết làm. Dương Tu thường nghĩ trước nhiều vấn đề giúp Tào Thực và viết sẵn đáp án giống như bản thân đối phó với Tào Tháo. Mỗi lần Tào Tháo có việc gì hỏi đến thì gửi đáp án thích hợp đã chuẩn bị từ trước, hòng để lại ấn tượng tài trí mẫn tiệp cho Tào Tháo. Nhưng Dương Tu làm việc không kín kẽ, không nắm vững nhịp điệu, dẫn đến mới hỏi đã đáp ngay. Rốt cuộc, Tào Tháo sinh nghi, nghĩ bụng Tào Thực có thông minh cách mấy cũng không thể nhanh như thế. Do vậy ông ta cho người điều tra và nắm được sự tình. Từ đó, Tào Tháo nhìn Tào Thực bằng con mắt khác, lại càng ghét Dương Tu cay đắng. Suy đoán của Dương Tu cũng không phải là điều chính xác cả. Một lần, Tào Tháo lệnh cho hai anh em Tào Phi, Tào Thực chia nhau ra ngoài Nghiệp Thành làm việc, một mặt bí mật lệnh cho người gác cổng không được cho đi. Dương Tu đoán được Tào Tháo ắt sẽ sắp xếp như vậy, bèn mách nước cho Tào Thực, ngộ nhỡ kẻ gác cổng không cho quân hầu ra ngoài thì quân hầu đã có vương mệnh trên người, có thể giết hắn. Rốt cuộc, Tào Thực làm theo kế của Dương Tu, có thể ra được ngoài thành và hoàn thành được nhiệm vụ Tào Tháo giao. Còn Tào Phi bị kẹt lại trong thành. Song sự sắp xếp này là cuộc khảo sát tổng hợp cả hai anh em, muốn xem tài, càng muốn xem đức. Ngoài mặt Tào Thực thắng cuộc nhưng để lại cho Tào Tháo ấn tượng rằng Tào Phi nhân hậu, Tào Thực tàn nhẫn. Tào Thực đã thua trận này. Dương Tu biết một mà không biết hai, nhìn không xa không sâu, cho nên là khôn vặt. Dương Tu rõ ràng là đã thua Ngô Chất. Hơn nữa, Tào Thực vây quanh nhiều mưu sĩ, kết bè kết đảng, còn Tào Phi chỉ có một Ngô Chất. Đây là điều Tào Tháo không dung thứ. Có điều,
Ngô Chất Đại Khôn cao tay hơn Dương Tu nhưng vẫn kém Giả Hủ một bậc. Như bài chia sẻ trước đây của chúng tôi, Giả Hủ tức Giả Văn Hòa lại đại quân sư số 2 của Tào Tháo, được ví như Quỷ Cốc Tử. Giả Hủ là người thú vị nhất trong số các mưu sĩ khi Tào Tháo hỏi về lập thế tử. Khi Tào Tháo hỏi riêng Giả Hủ ai là người thích hợp nhất, Giả Hủ chỉ im lặng. Tào Tháo bảo, ta hỏi riêng Ái Khanh, sao Ái Khanh không nói? Giả Hủ đáp, vừa rồi thần đang nghĩ chuyện. Tào Tháo hỏi, nghĩ chuyện gì? Giả Hủ đáp, nghĩ đến chuyện của Viên Thiệu và Lưu Biểu. Như chúng ta đã biết, Viên Thiệu và Lưu Biểu để bỏ Lập Con Trưởng mà Lập Con Nhỏ kế vị dẫn đến nội bộ lục đục rồi đi đến diệt vong. Nghe xong, Tào Tháo từ đó thôi không hỏi nữa. Ngôi thế tử dường như đã định đoạt. Ngô Chất dạy thuật cho Tào Phi, còn Giả Hủ là người chỉ về dạy về đạo cho Tào Phi. Tào Phi có lần từng bí mật phái người đến xin Giả Hủ chỉ bảo, hỏi thế nào mới giữ được địa vị. Câu trả lời của Giả Hủ vô cùng bình thản. Giả Hủ nói, mong tướng quân hoằng dương đạo đức, bồi dưỡng khí độ, thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của kẻ sĩ, cần cù chăm chỉ, không làm chuyện trái với đạo hiếu, thế là thiên thượng đã an bài rồi. Câu này của Giả Hủ đã nói đến cái căn bản và rất thâm sâu, nếu là kẻ tầm thường sẽ nghĩ đây là câu sáo rỗng, trịch thượng. Nhưng thực tế bất kể làm việc gì, làm công, làm quan, làm kinh doanh hay nghiên cứu khoa học, chung quy vẫn là làm người. Làm người là căn bản nhất, chỉ có làm người thành công, những việc khác mới thành công, bằng không chỉ đạt được trong nhất thời. Đây chính là sự cao minh của Giả Hủ. Gia Cát Lượng dùng thông minh tài trí vào trị quốc, còn Giả Hủ dùng thông minh tài trí vào quyền mưu. Được người có quyền mưu như Giả Hủ mách nước bảo sao Tào Phi lại không thắng Tào Thực và nhóm mưu sĩ Dương Tu. Tào Phi nghe lời dạy của Giả Hủ, rèn luyện bản thân tự khắc khổ trau rồi cuối cùng giành được sự tín nhiệm của Tào Tháo. Có thể nói, ba điều, giỏi tâm kế, văn võ song toàn và là con trưởng là nguyên nhân chủ yếu giúp Tào Phi cuối cùng được Tào Tháo chọn lựa. Tào Phi sớm chọn đúng cao nhân chỉ bảo đi đúng đường, nên cuối cùng đã giành được quyền kế vị từ Tào Thực. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.